Hello mọi người đã quay trở lại kênh Top Màu Tèo Nát của mình nha. Tiếp tục với hành trình chinh phục số sâu cận nhất của mùa này luôn mọi người ơi. Trước khi vào video thì anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em mà like bỏ ra chỉ dành bỏ ra tầm 2 phút 3, 2 giây 3 giây là có thể cho mình một xin một like rồi nha mọi người. Khi mà video mình được nhiều like á thì mình có động lực cho nhiều clip hay hơn cho anh em nha. Chứ video mình rất là ít like luôn anh em ơi. Tha thiết cầu xin anh em cho mình xin một like nha, một like cái kênh luôn. Cái canh à, thằng Thanh nó định cướp con bùa đỏ nè mọi người. Đây mình tới mình hỗ trợ từng rừng để mình canh đấy nha. Bán mày. Mình tới mình bán qua tầm 1-2 lần á thì nên sẽ có được cái thuật liên kim mọi người. Kiếm thêm 16 vòng nữa nha anh em ơi. Nãy lâu này thằng Slim này nó canh mình hay ghê anh em ơi. Nhưng mà không thể nào mà mình đã trúng cái lô đó được mọi người. Mình biết ý đồ của thằng Slim rồi. Hồi kia mình là best Slim nha. Mình chơi tầm match gần coi hòn trận vị tướng Slim rồi anh em ơi. Hồi mà xạ thủ mình còn đi rừng mạnh á thì Slim chắc chắn là sự lựa chọn của anh em rồi. Ngoài Slim ra thì có thằng Phoenix nha mọi người. Theo thằng này đó là xạ thủ đi rừng khá là hay luôn nha. Xong rồi mới tới Islander xuất hiện này. Đấy, dần dần rồi nó thay thế các vị tướng sát thủ mọi người. AD không còn được biết đi rừng nữa, mạnh nữa. Nhưng mà mình cảm nhất là thằng Phoenix nó sẽ đi rừng rất là nhanh luôn anh em. Nó có cái nồi tờ nũa đam này. Đấy. Rồi, quay trở lại trận đấu anh em. Giới thiệu cho anh em sơ sơ về một số tiểu sử vị tướng Slim nha. Giờ này á thì tem bọn bên kia có thằng Than này cực kỳ là trâu bò ấy. Nên mình có thể mình sẽ lên cây xuyên dốc trước mọi người. Đấy, lên trước thanh kiếm luôn nha. Trước khi mình full đùa thanh kiếm luôn. Đây, tiếp theo này. Thằng Than nó đánh nhau này. Nó đánh thằng Mick của mình này. Mick của mình có skin khá là đẹp luôn mọi người. Ây, đẹp quá, skin khá là đẹp. Lụm Mick này mà cái hợp với thằng Doria nó thì ngon nha. Nhưng mà trận này thì Doria bị cấm mất rồi mọi người. Này Lumia sẽ chơi một mình. Không thể nào mà có hai skin được. Mình có hai skill cuối được. Rồi, đánh nhau ở đường mid cũng khá là nhòn rồi nên thôi mình di chuyển về cái đường rồng của mình để mình farm nha anh em. Chứ không mà để lính nó mắc ủng ấy, khó là ủng này. Trận này được cái tên mình có giúp mọi người. Nhưng mà không biết là giúp có hỗ trợ gì nhiều không. Tên mình có ý định là sẽ ăn con rồng này nha. Có mì rừng của mình xuống nữa nên sao mình quyết định mình sẽ ăn rồng luôn anh em ơi. Bật anh tay để mình đẩy thằng Than ra này. Nhưng mà Richter tên bận lại lâu vào mọi người ơi. Có lợi thế bùa rồng thì mình sẽ bán này. Một thằng hoàng bận lên số này. Ngon lành luôn. Tình hình pha vừa rồi khó là có lợi thế cho tên mình luôn. Ây da. Bị trúng lâu rồi mọi người. Lúc nãy mới nói là nái được có lâu nha. Mình sẽ mờ thằng Than nó yếu máu này. Núp này. Thằng Than nó yếu máu mọi người. Nhưng mà ra không? Ra này than ngon lành luôn anh em ơi. Một mận đưa Than lên vào lên số. Thằng Slim giờ này nó cũng yếu mọi người. Khi mà gặp chip mình gây choáng nó là ngon. Nhưng mà qua này lính của tên mình nó hết mắt rồi. Không thể nào mình công vua cái trụ này được mọi người. Nên cứ cầm nó xuống trước nha. Đặt anh tên là choáng lại giúp ơi. Đấy, xong lên giúp ơi. Thôi không được rồi. Thôi, tôi về luôn nha mọi người. Khi mà thằng Salim nó lưu về trụ rồi á thì anh em cứ đi farm mấy con chim nhỏ nhỏ xung quanh này kiếm thêm tiền thôi, không cần phải vội vàng đâu. Than tên bọn là tiếp tục xuống rồi nè mọi người ơi. Mình phát hiện được Galaxy tên bọn xuống nha. Mình bán này, mày xuống đây làm gì, xuống đây làm gì. Nhưng mà quả lực của Galaxy nó dùng hơi phát là mình cũng gần 2/3 máu rồi mọi người nên thôi mình sẽ lưu về rồi anh em ơi. Né được qua này tên bọn định mang trụ à. Định mang trụ à. Giờ này á mọi người, mình sẽ form lính á, đừng cho lính nó vô trụ nha anh em ơi. Đấy, cứ thằng Jeep này nó biết chơi nào anh em ơi. Nó boost giúp cho mình. Tưởng đâu là test tướng nha mọi người. Nhưng mà đánh cô rồi á thì thằng nào cũng biết đánh hết mọi người, cũng biết đánh hay nha. Rồi, lấy được cái trụ đường mic rồi. Giờ này thì Woman có tên mình xuống đây anh em ơi, lâu là bán mình bật chiêu mộc lên mình xóa đam nha mọi người. Nhưng mà thằng Than này tên bò trâu quá rồi. Không thể nào mà
lui về sau trụ quá anh em. Nếu mà thằng Thanh mà lui về sau ra ngoài đây xíu là bán được đó anh em. Đây. Đây, ôi, đây này, yếu máu này. Một thằng yếu máu này, thằng Selim nè mọi người ơi. Bắt biến lụm luôn, double kill nha mọi người. Ngon lành luôn anh em ơi. Ngon, 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 ngon. Rồi, hai bận ơi. Đấy, một pha thể hiện cũng khá là bình thường mọi người. Không có gì là phải nấu bật hết nha. Nhưng mà dù sao thì cũng ok rồi. Có thêm mic hỗ trợ qua đó để có bớt máu cũng được. Mình lên mình chỉ việc lùm bọn thôi mọi người. Ở trận thi đấu này thì team mình đang có lợi thế rất là lớn luôn mọi người. Cardia hiện tại của mình là tóm 4-0 rồi. Nhưng mà team thì tóm ha mọi người. Chỉ số rất là nghiêng lợi thế về team mình nha. Rồi. Giờ này mình sẽ canh mai thằng Slim nó xuống đó mình bán nha mọi người. Mình phát hiện là thằng Than nó ở tốt cái tên cái đường top rồi. Nên thằng Slim nó sẽ đi một mình mọi người. Nhưng mà pha này giúp ra lùa sai mất anh em. Rồi lấy trụ luôn, lấy trụ luôn. Slim nó không có làm gì được đâu. Thôi Slim nó lui về sau quá rồi thôi, không có bí theo nha mọi người. Nó nấp sau quá rồi, không thể nào mà lan được đâu. Thôi chuyển qua mình lan con rồng này đi. Hai đường ra cũng đang đánh nhau chật bật á mọi người. Nhưng mà mình chưa có thể nào mình lan trên đó mình hỗ trợ được đâu anh em ơi. Cứ form ở đường rồng của mình nha, chữ cái trụ đều ok. Thêm một lượng vàng là thêm một phần tỷ lệ thắng mọi người. Là anh em cứ form cho mình nha. Đấy, game này là game form quái mà. Form quái xong rồi anh em mới form mọn. Form trụ rồi mới win được nha mọi người. Đây, team mình đánh nhau rồi này, mình từ từ mình lấy vị trí nha. Bán một phát này, thằng Than nó yếu kìa. Thằng Than thì Than này. Nhưng mà qua đó cái xây thêm bọn là hất tung mình lên mọi người. Cây trón mất nha, không có bán được. Lên thôi cũng không sao. Lấy được một mọn của Victor là ok rồi. Ôi, đánh nhau lụm anh em vô đi anh em ơi. Ôi thôi mình yếu máu rồi. Này. Tụi bán mình khá là đau anh em. Than này. Ồ con bộ xanh này nó đang chỗ nào đây. Ôi có một thằng ở đó. Ấy này mất rồi anh em. Mình không có chiêu cuối để mình bán thôi nha. Chiêu cuối chưa hồi kịp. Còn bán vô kiếp con bộ xanh của tên bọn. Đây. Đánh nhau này. Đánh nhau. Một. Ôi. Ôi kìa. Mấy thằng này nó yếu quá hết rồi nhưng mà không lên được. Không lên được. Rồi mình sẽ liệm tóc biến rồi, câu được tóc biến. Ok. Tranh thủ lên cây thương đó mọi người. Rồi mình sẽ lên cung tầm ma nha. Trận này phải là solo thôi. Cung tầm ma solo nó tự tin hơn anh em. Mình có ý định là lên quỷ kiếm mọi người. Nhưng mà quỷ kiếm thì trận này mình kiểu mình không có giống solo đấy. Nên mà lên cung tầm ma thì solo nó sẽ ok hơn. Lụm này, đi lọt này. Rồi, tên bọn tôi sắp xong rồi anh em ơi. Tên mình đang câu con Asia này nhưng mà tụ đường dưới của mình bị gãy mất mọi người. Rồi, nên thôi mình di chuyển xuống đường dưới nha. Xuống đường dưới dù có gì mình hỗ trợ cái trụ này chứ không à. Gãy luôn cái trụ thứ hai đó anh em ơi. Lầm trụ này. Sau khi mà mình xuống cái đường dưới này á thì ở cái đường Seiya của team mình á, bên bọn có ý định là ăn con Seiya này nha. Nhưng mà được là team mình có hỗ trợ để mình phá được đường cho bọn nó ăn. Này, lâm thằng Katisei này nó đi lại một mình này. Ôi, đi theo đây này. Rồi chúng mình tay tóc biến lên lầm luôn mọi người. Bật chiêu một lên một thơ đam. Thơ đam là đưa bọn Katisei lên bọn lên số mọi người. Phải nằm xuống chú cái trụ thứ hai này. Mình có ý định là sẽ muốn ăn con rồng hoặc là ăn kiên công mọi người. Tên bọn lưu về đép trụ hết rồi. Nên thôi cứ qua ăn kiên công nha. Đây phát hiện về con bùa đỏ tên bọn vừa hồi luôn. Lụm này. Đánh luôn con kiên công này nha. Tên mình giờ này khá là mạnh rồi. Chắc dễ ăn kiên công này sang là mình sẽ kết thúc trận đấu luôn quá anh em ơi. Ôi, dùng chiêu hơi cấu rỉa mọi người. Dùng chiêu cuối cấu rỉa nữa này. Lụm. Mình bán khá là lực rồi đấy. Lụm.
Nhưng mà Salim trên bọn, ôi có Parisei trên bọn xuống rồi nên từ từ có Richter nữa nha. Quanh trở lại mình bán này. Nhưng mà thằng Thay nó đẩy mình đau quá, mình quanh lại mình xóa đam nha, bán luôn. Không được thì thôi, lưu về Ruma. Team nó còn 4 năm thằng kìa. Ôi. Thằng Richter nó sốc đam mọi người. Mình bán thường là đã là Hakanam chí mạng rồi anh em ơi. Rồi. Nếu mà lên full hết trang bị này chắc chắn là sẽ là 4 co nha. Anh em cứ yên tâm. Lầm vô một xanh này. Đây, một mình vua minh mình căng 3-4 người trên đây luôn anh em. Qua định có ác. Nhưng mà không có ác được. Đã có cung tà ma rồi nha. Giờ này cầm thêm cái tóc biến đó là mình sẽ đi solo luôn anh em. Coi thử có thằng nào núp đây không. Mấy thằng này giờ này nó hay núp lắm mọi người. Rồi, thằng Richter nó hay núp lắm. Này nghe anh em đi phải check bụi nha. Rồi thấy nó kia rồi. Tầm bên tới nam giây á là anh em check bước nồi nhỏ cho mình nha. Không cần phải bật lên đâu. Anh em cứ biết được xác định được đồng lựu của mình này. Rồi tem bọn đang ở đâu này. Là ok nha. Không cần phải bật to cái bản đồ lên để mọi người xem đâu. Phải check đâu. Ui, Victor này. Bác lại phía sau này. May quá lầm mình hết hồn luôn anh em. Bán luôn, bán được. Một thằng nữa này. Ôi, đỡ không được kìa. Nấp chân lầm xong nó lại lọt vô chính giữa luôn anh em. Ôi, bắt biến lên luôn nha. Lầm này, ba kêu. Ba phát là Galaxy lên bờ liếm số thôi. Nhưng mà pha đó mình nói mình đỡ cho mít tên mình rồi. Nhưng mà sau đó lại lọt chính giữa anh em. Thôi, cho mít tên mình nghỉ ngơi đi. Mình giờ này tên mình công lên quên luôn. 4 thành viên của tên mình thì chắc chắn quá sẽ hạ được 2 thành viên đồng bọn rồi. Tu lên này Salim á. Từ Richter này hack miễn nhiễm chưa. Rồi ok. Còn mong mọi người đã xem hết clip của mình nha. Nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Hẹn anh em ở clip sau.